dám chạy được, ông làm người ông phải có ý thức chứ hả? Chỉ thị của ông tất cả đó. Ông đứng lại đi. Đứng mang lên tất cả thử của ông tìm ông của ông. Đi đâu? Người đàn ông tăng tốc bỏ chạy khi bị phát hiện ra đường không cần thiết. Sáng 24 tháng 7, thủ đô Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch. Vậy nhưng vẫn còn rất nhiều người dân bị xử phạt vì ra khỏi nhà không cần thiết. Một trong những lý do đó là tập thể dục ngoài đường, công viên. Trên mạng xã hội mới đây đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đang chạy bộ trên đường thì công an đang đi tuần tra, làm nhiệm vụ phòng chống dịch, bắt gặp và yêu cầu dừng lại. Tuy nhiên, có lẽ do biết mình đang vi phạm quy định nên người này lại dồn hết sức bỏ chạy. Mặc tiếng gọi của lực lượng chức năng, quá bức xúc trước hành động sai trái lại còn có thái độ bất hợp tác của người đàn ông, công an lái xe ô tô đuổi theo đầy tức giận. Ông dám chạy được, ông làm người, ông phải có ý thức chứ hả? Chỉ thị của ông tất cả đó. Ông đứng lại đi. Lại. Mang lên tất cả thử của ông, tìm ông của ông. Sau một đoạn đường chạy bán mạng, cuối cùng người đàn ông cũng phải dừng lại theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Chưa rõ đối tượng sẽ bị xử phạt ra sao, nhưng hành vi thiếu ý thức này vấp phải chỉ trích lớn của dân mạng. Thời gian này không khó để thấy được những clip một số người dân vẫn cố tìm cách lách luật trong thời gian giãn cách. Người đàn ông này đi tập thể dục bị lực lượng chức năng phát hiện ra, liền bỏ chạy thục mạng. Khi đã thấm mệt, đối tượng dừng lại giơ tay lên, ý chỉ công an tạm dừng. Cứ ngỡ ông ta dừng lại để chấp hành xử phạt theo quy định. Nhưng không, người đàn ông bất ngờ quay đầu dốc sức chạy tiếp trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Đoạn clip này ghi lại cảnh 4 nam thanh niên không đeo khẩu trang tụ tập ngoài mặt đường, thoải mái trò chuyện với nhau. Phát hiện các đồng chí công an tới, lập tức chia ra bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện ra sự việc và đuổi theo để xử lý đến cùng. Ngoài ra, còn có cảnh người đàn ông không đeo khẩu trang, đang đi bộ trên đường thì bị công an phát hiện. Người này lập tức nhảy xuống nước và bơi qua bên kia bờ để tránh bị lực lượng chức năng xử lý. Tuy đoạn clip chưa được xác thực rõ ràng, thế nhưng hành vi trốn tránh lực lượng chức năng như trên là đáng lên án, cần phạt nặng để làm gương cho người khác. Tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, đây chính là lúc người dân cần nâng cao ý thức nhất, cùng chung tay giúp sức với những người ở tuyến đầu chống dịch, thì Việt Nam mới có thể nhanh chóng chiến thắng đại dịch, trở lại cuộc sống bình thường.